Xin chào các bạn. Chào anh Dũng Bùi. Chào anh Vũ Nguyễn. Clip này là tặng cho hai anh nè. Hôm rồi là anh Vũ Nguyễn được giải nhất, anh Dũng Bùi được giải hai, anh Phi Hùng được giải ba. Of tháng 2, 2 năm 2023. Cuối tháng thì câu lạc bộ sẽ tổ chức thi bắn ná cho anh em. Ai tham gia thì tới câu lạc bộ phường 13 chơi vào ngày chủ nhật. Ai được hạng nhất, nhì, ba thì mình sẽ tài trợ cho cái bảng cách. Số này thì tùy theo anh em chọn số nào mình cắt cho số đó. Còn như cái này mình tặng khuyến khích anh em chơi theo hướng thể thao thi đấu. Còn cái mấy cái bảng này là của một bạn đặt mình làm sẵn, mình mượn mình quay clip cho anh em luôn. Cái này là mica dày 3 ly nha các bạn. Cái này là mình làm theo yêu cầu. Anh em đặt số nào mình sẽ cắt cho số đó. Dài, ngắn, to, nhỏ. Thích vạch bao nhiêu vạch cũng được. Cái vạch này là mình để thay đổi độ dài nha các bạn. Dù 18, 12, 150. Mà thùng mà nó giãn quá hay gì đó thì các bạn sẽ có thể là dùng vạch 140 cũng được, hoặc 130, tùy ý các bạn. Mình sẽ vạch cho 3 vạch như vậy nè. Các bạn thay đổi độ dài cho nó dễ, tùy chỉnh cho nó dễ. Còn anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số điện thoại này của mình, Zalo số này luôn. Hai cái bảng này là đặc biệt. Hôm rồi hai anh em này của team Biên Hòa đạt giải nhất với giải nhì, cho nên mình làm cái này mình tặng kỷ niệm. Còn anh Nguyễn Phi Hùng thì anh nói anh được giải ba, nhưng mà nói anh có rồi, chừa là cho anh em những giải sau, thì cái đó mình để mình tính sau với anh Hùng. Kèm theo cái bảng là cái kích thước cắt này nha các bạn, kích thước mini này, này. Kích thước này lợi hại lắm, anh em thích cắt chỗ nào anh em cứ kè cái thước này vô, anh em cứa theo cái khe trong này nè. Mình xẻ từ cuộn ra đoạn đó, mình lấy cái thước này mình xẻ, nó không có chạy. Cái thước này là mình tặng nha các bạn. Ai mua bảng là mình sẽ tặng cho cái thước này nè. Này có logo của mình với có chữ kết nối đam mê. Tặng kỷ niệm cho anh em. Rồi, mai mình sẽ đóng gói mình gửi. Anh em nào cần thì cứ liên hệ với mình nha. Bảng cắt bên mình làm đường cắt nét đẹp, không có bị cháy bị lem gì trên á. Số này thì anh em đặt số nào mình sẽ cắt cho số đó. Anh em thích vạch bao nhiêu vạch, cái độ dài này nè, anh em thích vạch bao nhiêu cứ nói mình vạch cho. Rồi, xin cảm ơn các bạn.